Khoảng hơn 8 giờ sáng nay, một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi chủ một biệt thự tại xóm 7, xã Nghi Kim, thành phố Vinh đã nổ súng bắn chết hai người ngay trước cửa nhà mình. Và theo thông tin ban đầu, hai đối tượng này trong nhóm gồm 4 người đến nhà nghi phạm đòi nợ thuê. Nghi phạm được xác định là Cao Trọng Phú, sinh năm 1962. Khi xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm đòi nợ thuê bắn súng chỉ thiên đe dọa, Phú đã bắn trả từ trong nhà khiến cho hai người đàn ông tử vong. Hai người còn lại chạy thoát thân. Sau khi xảy ra vụ việc, Phú cố thủ trong nhà. Căn biệt thự của Phú nằm trên một khu đất rộng hơn 1.000 m², tường cao khoảng 3 m, có dây thép gai bên trên. Bên ngoài biệt thự, nhiều cảnh sát tìm cách tiếp cận, đồng thời dùng loa kêu gọi chủ nhà đầu hàng. Xe bọc thép được điều động đến hiện trường. Đến khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, nghi phạm Phú đã ra đầu thú, sau đó được cảnh sát đưa lên một chiếc xe biển xanh rời khỏi hiện trường, hướng về trụ sở công an tỉnh. Ông Phú được cho là người có máu mặt trong giới anh chị ở Nghệ An. Theo lời khai của đối tượng, do có thời gian dài làm ăn ở bên Campuchia, nên Phú đã mua khẩu súng cất giấu nhằm phòng thân. Khi trở về Việt Nam, Phú cũng đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam và mới trở về quê xây nhà. Bình thường, đối tượng sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm láng giềng.